thứ ba tuần thứ 20 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 19, từ câu 23 đến câu 30. Bấy giờ Đức Giêsu nói với các môn đệ của Người: Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào nước trời. Thầy còn nói cho anh em biết, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa. Nghe nói vậy, các môn đệ vô cùng sửng sốt và nói: Thế thì ai có thể được cứu? Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được. Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng thưa Người: Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy chúng con sẽ được gì? Đức Giêsu đáp: Thầy bảo thật anh em là những người đã theo Thầy, thì đến thời tái sinh, con người ngự toàn vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên 12 tòa mà xét xử 12 chi tộc Israel. Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất vì danh Thầy thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp. Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu. Suy niệm: Bài Tin Mừng hôm nay tiếp nối trình thuật hôm qua về chuyện một thanh niên đến xin Đức Giêsu chỉ giáo để làm sao đạt được sự sống đời đời. Vì thế, Đức Giêsu đã bảo anh ta về bán tất cả của cải để bố thí cho người nghèo, thì sẽ được sự sống viên mãn như anh mong muốn. Tuy nhiên, anh ta đã buồn rầu và bỏ đi vì lòng anh ta đã bị đồng tiền che lấp mục đích đời đời. Khi thấy như thế, Đức Giêsu quay sang các môn đệ và dạy cho các ông bài học về tác hại đồng tiền nếu coi đó là mục đích, là ông chủ. Ngài nói: Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước trời. Thật ra, Đức Giêsu dùng lối nói ngoan ngữ để cho người nghe thấy sự nguy hiểm của đồng tiền nếu làm sai mục đích. Vào được nước trời thế nào khi đồng tiền không phải là đồng tiền của mình làm ra bằng mồ hôi nước mắt, bằng công lao vất vả, nên lại dùng đồng tiền bất chính đã chiếm đoạt được để làm những chuyện bất chính khác. Chỉ cần suy tư một chút thôi thì cũng đủ thấy sự nguy hiểm của đồng tiền. Khi đặt nó sai vị trí và sử dụng không đúng mục đích, sứ điệp lời Chúa hôm nay dạy cho chúng ta bài học: Hãy dùng của cải để xây dựng hạnh phúc cho mọi người, từ trong gia đình đến xã hội, cũng như lo việc bác ái, truyền giáo và xây dựng giáo hội. Được như thế là chúng ta đã nghe theo Chúa và đi trên con đường hoàn thiện mà Chúa muốn chúng ta đi. Như vậy, sự bình an, hạnh phúc chính là phần thưởng Chúa dành cho những ai trung tín và khôn ngoan. Khi biết quản lý và biết xin lợi nén bạc Chúa trao theo thánh ý Chúa, lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết chọn Chúa là lẽ sống và gia nghiệp của mình. Như thế, xin cho chúng con biết coi mọi sự chỉ là phù du, phương tiện để đạt được hạnh phúc.
Thank you.